Chấp tấm. Xin nghị sự của Tấn Mộc Tông. Sư Yên Hàng bái kiến tôn chủ. Bái kiến các vị trưởng lão. Sư Yêu Hàng, năm đó, cô ăn cắp đang dược cao cấp của tông môn, sau đó vụng trộm bằng thời. Tổn hại uy nghiêm của thánh nữ chính là tổn hại thể diện của Tấn Mộc Tông ta. Tất cả những điều này cô đã biết tội chưa? Biết chứ. Yêu Hàng, 10 năm nay cô sống trên Vân Khải Phong, phải nuôi cô một mình. Ta biết cô đã chịu thêm nhiều vất vả. Yêu Hàng tự biết mình có tội. Sự trừng phạt này vốn dĩ nên phải chịu. Trong mấy năm nay, thiếu chủ có cần nghiên tông thuốc, vọng quân quốc và con trời kiếm thánh của thành, thương dông có thư từ qua lại. Đều là cầu xin cho cô. Giờ đây, có một cơ hội lập công chuộc tội. Ta nghĩ cô đã biết việc Lỡ Thiên Nhiên trở về. Cô chỉ cần khiến hắn giao nạp thứ đã lấy từ Tấm Mộc Tông. Tớ có thể cho phép cô quay về tông, thậm chí có thể nghĩ cách khôi phục tu vi cho cô. Sư Yên Hàng, cô cũng thấy rồi đó. Hiện giờ, có không ít thanh niên tài năng anh tuấn mến mộ cô. Chỉ bằng tranh thủ lấy thái giả phần tâm. Từ Lỡ Thiên Nhiên, bọn tớ thu sắp hôn sự mới cho cô. Sau này cô có thể sống thư thái hơn. Cũng có thể đổi lấy một số tội nghiêng cho tông môn. Lập công chuộc tội hiện giờ cô cũng chỉ có chút giá trị này thôi. Diệp trưởng lão, ông nói chuyện xin hãy chú ý chừng mực. Đừng có đánh đồng Tâm Mộc Tôn với bọn đạo chết. Giả vờ cái gì? Vừa nghe thấy đối phương gọi mình là nhạc mẫu thì ra tay nhẹ hơn hẳn. Ông, đừng cãi nhau nữa. Yên Hạc, chỉ cần có thể lấy lại thái giả phồn tâm thuộc. Lỡ Thiên Nhiên chưa chắc là không thể tiếp tục ở lại Tâm Mộc Tôn. Nếu không thì bọn ta sẽ dùng biện pháp mạnh mẽ. Chỉ riêng tội trạng với bẩn thánh nữ thì đã đủ cho hắn bị rút gân lục da 10 lần rồi. Còn cô có sẽ chịu hình phạt á, vạn tiễn xuyên tim. Tông chủ, ta và Lỡ Thiên Nhiên đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Việc mà ta phạm lỗi năm đó cũng là cam tâm tình nguyện, không liên quan đến y. Ta biết ta không xứng trở thành thánh nữ được tông chủ ân từ. Cái đời này sẽ sống đến già ở trên Vân Khải Phong mất. Vợ hình phạt vạn tiễn xuyên tim thì ta sẽ nhận phạt ở Vân Khải Phong. Sư Yên Hàng, cô thật sự muốn vì một cái tên trong ngựa mà từ bỏ mọi thứ của mình sao? Yên Hàng, đừng có bỏ lỡ cơ hội này. Mẫu thân, xin thứ lỗi cho con gái bất hiếu. Thì Phong thúc thúc, tại sao bọn họ lại chiếm mũi nhọn vào Mỹ vậy ạ? Thì Phong thúc thúc, cô muốn ở bên cạnh Mỹ. Được, ta đưa con xuống đó. Ngon cố bướng bỉnh, bắt lấy. Vương Hằng, sao lại là cô? Thúc phụ, con bị Lỡ Thiên Nhiên đánh lén, uống phải cầu cấm đan, hiện giờ tu vi đã bị phong ấn. Sôi nổi quá nhỉ? Sao chàng lại ở đây? Ta và con không có quan hệ gì với chàng. Mọi thứ ta làm đều xuất phát từ con tim, không bị bất kỳ việc gì lôi cuốn. Đủ rồi, đây không phải là nơi để cho hai người tán tỉnh vi vãn đâu. Có chỗ cho người lên tiếng không hả? Chỉ có mình ta biết vì đã ngăn chặn đấu giá nội bộ mà sảnh lớn của Tấm Mộc Tôn được bố trí cấm chế ẩn hình. Nhưng hắn có thể đánh bay đệ tử đứng đầu chỉ bằng một cái phất tay. Hơn nữa, trong gián vị của hắn, vẫn cho dốc toàn lực, chỉ dùng 30% công lực, không chỉ dùng 20%. Lẽ nào ta phán đoán sai rồi sao? Tên này đã đột phá cảnh giới đỉnh hầu, đến cảnh giới quân vương. Lỡ Thiên Nhiên, ngươi là đệ tử của Tâm Mộc Tôn, tại sao lại có thể tùy ý xông vào sảnh nghị sự? Bọn ta chỉ là thẩm vấn sư Hàng Yên theo quy trình thông thường mà thôi. Hơn nữa bọn ta cũng đã cho cô ta cách lập công chuộc tội rồi. Ép buộc cũng là bình thường sao? Cái gì? Chẳng lẽ từ lúc nãy hắn đã nghe lén rồi sao? Không thể có người nghe lén mà ta không phát hiện được. Tông chủ, khai sáo với cái tên nhóc này làm gì? Cứ trói lại, ta không tin xương hắn rắn chắc hơn nỗi khổ vạn tuyển xuyên tim. Cảm miệng, đừng có gây thêm phiền phức cho ta. Có điều, viên đan dược năm đó Yên Hàng lấy đi đúng là ta đang. Bây giờ tôi sẽ trả lại một viên cho các người. Trả? Khẩu khí lớn thật đấy. Viên đan dược đó là Bách Luyện Đan thượng hạng của Tâm Mộc Tông bọn ta. Nếu hàng nghìn lỗi linh dược, luyện giới trăm lần mới hồn thành mấy chục năm cũng chưa chắc có thể cho ra một viên. Người có trả nổi không? Tông chủ,
Tôi không nhịn nổi nữa. Bây giờ tôi sẽ bất kể này á, cho Tâm Mộc Tôn. Đây là màu sắc này đối nồng của tiên khí, lẽ nào là viên nhị chuyển tiên đan? Đúng vậy đó. Tiểu gì? Sao con lại ở đây? Tỷ phong thúc thúc quá, đưa con đến à? Tính luyện đan dược trăm lần đã cực kỳ khó. Muốn đan dược càng mạnh thì phải không ngừng kết hợp với các linh dược. Một khi xảy ra sai sót thì sẽ đổ sông đổ bể. Lặp lại điều hơn ngàn nghìn lần trở thành nhất chuyển tiên đan. Người tu luyện sử dụng có thể trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn. Còn đây là nhị chuyển tiên đan, nguy giá hơn nhất chuyển tiên đan gấp trăm lần. Tôi luyện đan bao năm nay, đây là lần đầu thấy đó. Sao người có viên tiên đan này? Tự ta luyện? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Người mới bao lớn, cho dù là đang lão được mệnh danh là thiên tài tuyệt thế, cũng mới luyện thành công viên nhị chuyển kim đan đầu tiên vào 57 tuổi. 70 tuổi? Không sao, người tin hay không tùy ý. Thông vấn đây, tiên khí tỏa ra tuyệt đối không phải là dở. Đây chính là nhị chuyển tiên đan. Viên đan dược này coi như là trả lại cho các ngươi. Sau đó, nhạc mẫu ở trên cao, con lấy cái này làm sinh lỡ vậy? Con muốn cưỡi hỏi sự yên hàng đàng hoàng. Đây 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 là ngũ chuyển tiên đan sao? Mùi đan dược nồng đậm thế này á, mới có thấy lần đầu á, còn chả có dị tượng kỳ quan tự khí quay vân được, đặc biệt là năm đường đan văn. Không nhầm đâu, đây là ngũ chuyển tiên đan được ghi chép trên sách cổ đó. Người ngay người ra đó làm gì? Đồng ý đi. Có viên ngũ chuyển tiên đan này nó không chừng á, có thể chữa khỏi cho sư bất phàm. Chữa khỏi cho bất phàm á? Vớ vẩn, ngũ chuyển tiên đan gì chứ? Mở thành viêm, không phải là ông luyện đan đến mức ngu ngốc đó chứ? Toàn nói mấy cái lời linh tinh vớ vẩn, ông từng thấy ngũ chuyển tiên đan thật chưa? Tôi cũng chỉ thấy trên sách thôi, làm sao có thể từng thấy ngũ chuyển tiên đan thật chứ? Chắc chắn là hắn dùng huyễn thuật gì đó. Mau kể trước đi, tên trong ngựa như hắn mà có được tiên đan hiếm có sao? Chắc chắn là giả. Còn vợ với nhị chuyển tiên đan, chắc chắn là hắn lợi dụng thủ đoạn không đứng đắn để lừa gạt, ăn trộm hoặc là ăn cướp. Tôn chủ, tại sao ngài phải nhường nhịn tên nhóc này? Không sợ làm mất phong độ của tôn chủ hay sao? Diệp Trưởng lão, các ngươi làm lẩm nhẩm cái gì vậy? Viên ngũ chuyển tiên đan này của ta đâu có cho các ngươi. Trước giờ ta không nợ gì Tâm Mộc Tôn, trái lại Tâm Mộc Tôn còn nợ một ân tình lớn của ta. Nợ ân tình của ngươi ư? Hết sức ngông cuồng. Đúng là hết sức ngông cuồng. Chẳng qua ngươi chỉ có xuất thân là một tên rồng ngựa, tên trong ngựa thôi. Cho dù ngươi luyện được mấy cái viên chuyển tiên đan, Tâm Mộc Tôn mới có đến lượt nợ ân tình của loại người như ngươi không hả? Giờ ta sẽ tóm ngươi. Môn nhân của Tâm Mộc Tôn toàn bộ ra đây tiếp chủ giá. Kỹ nào? Quảng trường Mộc Tôn. Có chuyện gì vậy? Tôi chỉ thấy thanh thiết kiếm này đột nhiên vứt từ trên trời xuống. Ngươi là ai? Xuống đây cho ta. Tâm Mộc Tôn không phải là nơi để ngươi dở thói ngang ngược. Hỗn láo, vỏ miệng đi. Lời đến đây. Dừng tay. Các ngươi là Huyền Âm Tông à? Các ngươi là Huyền Âm Tông à? Đúng thế. Ngươi còn rất trẻ. Bên cạnh còn có hai người Hầu Trì Đồng, không biết là vị nào sông trong thiên hạ âm sát. Vẫn là tông chủ của Tâm Mộc Tông, có con mắt tinh tường đấy. Tôi chính là âm sát tông công tử. Thiên hạ âm sát, hỏi về thiên tài trăm năm hiếm có của Huyền Âm Tông, đều đó là cảnh giới đỉnh hồn. Hơn nữa, bọn họ đều có tư chất đại đế. Giờ đây, âm sát công tử trong số đó đến Tâm Mộc Tông của chúng ta làm gì? Chẳng phải vẫn chưa đến thời gian tỷ thí sao? Đúng là chưa đến lúc tỷ thí. Còn bởi vì hôm nay bổn công tử đến đây là phụng lệnh bày trận này. Tỏa ma kiếm trận. Huyền Âm Tông các người muốn làm gì? Sắp sửa đến cuộc tỷ thí, sư trưởng nhà ta sợ Tâm Mộc Tông các ngươi không có đệ tử có trình độ nên bỏ chạy trong lúc bế tắc. Thế nên chu đáo bảo ta đến bày trận này, chẳng qua chỉ là sự động viên cho các ngươi. Thua không đáng sợ, hèn nhát thì hơi mất mặt đó. Không được sỉ nhục Tâm Mộc Tông. Ồ, vậy thì để ta sỉ nhục cho ngươi xem. Hỗn sự, ta chưa từng gặp người ngạo mạn như vậy bao giờ. Buông đệ tử của tông ta ra, nếu không thì... Ê, hôm nay ngươi gặp rồi đó. Tại sao tôi có thể ngạo mạn lâu như vậy rồi mà cũng chẳng thấy các người ra tay với ta? Chẳng phải là kiên kỵ sức mạnh của Huyền Âm Tông sao?
Thôi đời này, kỹ mạnh là chí tôn. Các ngươi có từng dám chính thức đối mặt với Huyền Âm Tông không? Có dám động vào ta không? Thế này đi, ta cho các ngươi một cơ hội để tập luyện nha. Các ngươi phải đệ tử thoải mái chứ cần á. Có thể đánh bại hai người hầu của ta, thì ta sẽ làm chủ, rút tỏa ma trận này. Đỡ ta. Đỡ ta giao chiến với bọn chúng. Thọ chết vinh còn hơn là sống nhục. Giết hắn. Đáng ghét, nếu không phải vì Lỡ Thiên Nghiên giam cầm tu vi thì ta nhất định sẽ xông lên giao chiến một trận với Âm Sát công tử. Phải rồi, Mã trưởng lão, đưa cái nhị chuyển tiên đan đó cho ta đi. Chờ ngươi ơi, đây là vật chí bảo của tông môn đó. Đối mặt với sự sỉ nhục của Âm Sát công tử, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hiện giờ chỉ có ta thích hợp ra tay để đánh bại Âm Sát công tử, cỡ vớt thế diện cho Tâm Mộc Tông thôi. Hơn nữa không phải vẫn còn một viên ngũ chuyển tiên đan sao? Tông môn vẫn có chí bảo, liệu có thể cớ vớt thể diện cho Tâm Mộc Tông hay không? Việc này tốt, hắn ta đã dao động. Bây giờ khả năng cao lớn nhất là có thể lấy được cái viên dị chuyển tiên đan trong tay hắn. Sau này có cơ hội thì sẽ thử với viên ngũ chuyển tiên đan kia. Chỉ cần á có được thuận lợi thì địa vị của ta ở Tâm Mộc Tông sẽ ổn định tuyệt địa, thậm chí là cao ngạo nhìn toàn bộ Thần Châu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Rồi thánh nữ gì đó mà các người đào tạo ra đây đi, có lẽ không đến mức thất bại thảm hại đâu. Hiếp người quá đáng, đỡ ta giao đấu với các ngươi. Ồ, ôi, họ trưởng lão chuẩn bị ra trận à? Vậy có phải các sư tôn của ta cũng có thể tham gia cuộc tỷ thí sau này không? Hận nói đúng, đây là cuộc tỷ thí giữa các đệ tử, chúng ta và các trưởng lão của Âm Hiền Tông đều không thể tham gia. Một đám giặc cướp, một đám giặc khốt, lớp giả dối bên ngoài. Nếu như ban đầu đã bất phàm dẫn dắt tới một tông, thì có cục diện như bây giờ không? Sao các bộ của cái tên nào tên nấy đều thấp thế nhỉ? Tạm ơn xem thử những cái tên rắc rối chống đối của Tâm Mộc Tông các người rốt của các căn cốt gì. Thần thông chi nhãn. Thần thông chi nhãn. Không ngờ Âm Sát công tử có thiên phú như vậy. Ngay cả động thuật thần thông bậc nhất có thể nhìn thấu căn cốt của người mà cũng có thể tu luyện thành công. Hèn gì được gọi là người có tu chốt đại đế. Tâm Mộc Tông chúng ta không tài nào mà sánh kịp. Vô dụng, vô dụng, vô dụng. Người này tại sao không có ngay cả căn cốt cơ bản nhất cũng không thể hiện được? Cái tên vô dụng ở trong số những kẻ vô dụng cũng chỉ cái Tâm Mộc Tông á mới giữ lại cái thứ này thôi. Đây là, chẳng lẽ đây là tiên linh chi thể trong truyền thuyết? Tiên linh chi thể, tốt lắm, có đứa bé này á làm lô đỉnh thì Huyền Âm Tông ta nhất định có thể cho ra một vị đại đế. Mẹ, tu vi bị phong ấn, chẳng lẽ cô là thánh nữ đời trước của Tâm Mộc Tông Sư Yên Hạnh? Quả nhiên là tư chất bất phàm. Vậy thì đưa hai người về, sau này sống ở Hiền Âm Tông, thỏa mãn nhu cầu của các sư huynh sư đệ vậy. Sát khí, hơi thở mạnh quá, không thể là cái đám vô dụng của Tâm Mộc Tông tỏa ra được, là kỹ nào vậy? Viên đang dùng đó là tên nhóc Hiền Âm Tông. Đợi ta xuống viên nhị chuyển tiên đan này, ta nhất định sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của đệ tử đứng đầu của Vương Hằng. Lấy cho ta. Thôi toàn, đồ ngu xuẩn, nếu đã muốn ăn viên dị chuyển tiên đan thì đừng có lắm lời. Ăn nhanh lên đi, lần này thì hay rồi, bị cướp rồi đó. À, chỉ bảo của ta, đã nghĩ tất cả là lỗi của cái tên trong ngựa kìa. Nếu như không phải tu vi của ta bị phong ấn, chân tay chậm chạp thì ta sẽ không thua. Càng không bị Ám Sát công tử cướp nhị chuyển thành tiên đan. Tốt lắm, rất tuyệt. Một viên nhị chuyển tiên đan, một tiên linh chi thể. Hạ thứ này sẽ do Huyền Âm Tông ta bảo quản thay Quý Tông. Đợi sau khi cuộc tỷ thí kết thúc thì hẳn quyết định hướng đi. Nguồn gốc của luồng sát khí đó không phải là cái tên Vương Hằng này, lẽ nào là mình cảm ứng sai sao? Thôi kệ, Tâm Mộc Tông làm gì có cao thủ chứ, dẫn tiên linh chi thể và cậu thánh nữ đi. Người dám? Lại là luồng sát khí đó. Nguồn gốc của sát khí ở chỗ Sư Du Hàng. Người cũng xông lên đi. Yên Hàng cẩn thận đó. Là hắn. Luôn sau khi đâm thẳng vào tim ấy, lý nào á là do kẻ không có căn cốt này tỏ ra sao? Tính hờ nhảy nhót, xem ra ta đánh giá cao người quá. Phải biết rằng á, chị đồng trong tay hai tiểu trúng chị đồng của ta đã được luyện cho đặc biệt chiên các cho công pháp luyện thể, không tránh không né mà cố tiếp chiêu đâm đầu vào chỗ chết. Ồ vậy sao, vậy liệu tốt đấy, ta lấy nhá. Kết trận quan sát.
Đồn tâm chủ. Tông chủ, đây là mánh khóe gì vậy? Ta chưa bao giờ thấy. Đây là cấm chú đặc biệt của Huyền Âm Tông. Người bị trúng chú sẽ bị mất năm giác quan, thần thức sẽ dần dần bị tách ra, cuối cùng chỉ còn lại cái một cái xác không hồn. Người thường á không thể kích hoạt cấm chú này, chỉ có 12 vị trì đồng á không có năm giác quan được Huyền Âm Tông dùng bí pháp đặc biệt luyện chế ra mới có thể sử dụng. Đổi lại là người khác, chỉ riêng niệm chú thôi cũng sẽ đánh mất lý trí. Mẹ, cha sẽ không sao chứ? Ta không sao. Không thể nào, rõ ràng ngươi đã trúng đồng tâm chú, cho dù là đại đế thì cũng không thể không bị ảnh hưởng chút nào. Với đại đổi mức độ này, chẳng bằng một phần vạn so với những gì ta đã phải chịu đựng. Lẽ nào ở trên người ngươi còn có lời nghiêm mạnh hơn sao? Chất liệu rất là tốt, tiếc là kết cấu quá lỏng lẻo. Hai người hầu chị đồng của ta, đây là người mà sư tôn cho ta, đại diện cho thân phận và địa vị của ta đó. Này là phá vỡ được sự quật trở của chú ngữ do pháp khí bản mệnh gây nên rồi sao? Không ngờ có thể phớt lờ đồng tâm chú. Tại không bóp méo chị đồng mới cho Huyền Âm Tông luyện cho đặc biệt. Nếu không phải luyện thiên nguyên đạt đến cảnh giới quấn vương thì chắc là tu luyện công pháp luyện thể đặc biệt. Vậy mà mình 5 lần 7 lượt đánh giá thấp hắn ta. Trong 10 năm tu vi có thể đạt đến mức độ này, thiên tài tuyệt đối. Ta muốn ngươi phải chết. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Như vậy là tạm được rồi. Ngươi làm ta bực mình rồi đấy. Tỏa ma kiếm trận, giết địch trong trận. Không hay rồi. Tỏa ma kiếm trận của âm sát công tử đã khó chật lợ thiên nghiêng. Chỉ cần bị tỏa ma kiếm trận xác định là kẻ địch, thì trừ khi hủy trận, nó sẽ tấn công không ngừng cho đến khi ngươi chết đạo tan. Chẳng phải ngươi giỏi lắm sao? Đã ta xem thử ngươi hứng chịu đòn tấn công tiếp theo như thế nào. Chú tài vật, dùng cái này để chế tạo vũ khí. Đã rõ. Lâm này có phải có thứ gì đó đi ngang qua không? Lẽ nào ở hiện tông còn có cao thủ sao? Không thể nào. Kiếm trận giết, giết, giết. Giết. Muốn phá giải trận pháp này cực kỳ đơn giản. Không còn thanh kiếm trong trận nữa, thì trận pháp sẽ tan vỡ. Không phải là người muốn phá hội kiếm ở trong trận đấy chứ? Ta công nhận ngươi có năng lực, nhưng thanh kiếm này á, bao hàm cốt lõi của trận pháp. Ngươi nói đùa thì cũng phải. Cái gì? Có thật không vậy? Cha đỉnh quá đi. À, thật không ngờ các ngươi nóng lòng muốn giết đến như vậy. Là ngươi hiếp ta sử dụng con át chủ bài chân chính của ta, vì là thứ. Còn mà thứ này á, ngay cả ta cũng không thể khống chế hồn tồn. Nó điên lên á, thì chắc chắn sẽ tàn sát đẫm máu. Hôm nay một mình to sẽ tiêu diệt một cái tông môn. Bì La Thú. Bì La Thú có thể giám định vạn vật ở trong đất trời, nhưng cực kỳ hung hãn, sở hữu năng lực cảnh giới thánh hồn, thậm chí là sánh ngang với đại đế. Âm sát công tử, xin nương tay. Bây giờ tôi nguyện dâng hiến một nửa tài nguyên của tông môn, mong cậu bớt giận. Bây giờ mấy cậu xin thì muộn rồi. Nam nhân của tâm một tông làm nô bộc, nữ nhân làm kỹ nữ, không có tư cách cầu xin to, xuống địa ngục hết đi. Đồ điên, mau nhận lúc tổ mở kiếm trận đã vỡ, dẫn các đệ tử chạy mau đi. Cảm nhận đau đớn, hối hận đi. Lần này thì không ai có thể bảo vệ cho các người đâu, toàn bộ tâm một tông đều sẽ chôn cùng người. Ấy, tôn rồi, tâm một tông tiêu đời rồi. Nếu không phải tại lỡ thiên nghiêng, làm sao mà tâm một tông lại gặp phải tai họa này? Đừng có phàn nàn nữa, mau dẫn đệ tử rút lui đi, đi được bao nhiêu thì đi. Tàn sát đẫm máu cho ta. Đừng đó làm gì nữa, giết đi. Ta làm phiền rồi. Chuồn thôi, chuồn thôi. Lẽ nào không phải bị La Thú, chỉ là một con mèo bình thường thôi sao? Rốt cuộc là ngươi là ai? Tại sao mèo mèo lại? Ngươi muốn làm cái gì ta? Ta là đệ tử hiệu của Huyền Âm Tông. Nếu ngươi không giết ta, thì Huyền Âm Tông sẽ không tha cho ngươi, không tha cho tâm một tông ta đâu. Yên tâm, tạm thời ta không giết ngươi. Nhớ dẫn toàn bộ người của Huyền Âm Tông đến đây, tốt nhất là điều động toàn tông. Được lắm, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta nhất định phải khiến tâm một tông các ngươi chôn cùng. Ngươi đừng có nhầm lẫn, ta không giết ngươi là để ngươi quay về với càng nhiều người đến đây. Đừng có nói nhảm nữa, cút mau.
Này là... Này, nhị chuyển tiên đan vẫn trong tay hắn ta. Tại sao không cướp nhị chuyển tiên đan lại? Đúng thế, có nhị chuyển tiên đan. Nói không chừng tu vi của ta có thể đột phá. Mới có thể đột phá thiên hạ ám sát của Huyền Âm Tông trong cuộc tỷ thí sau này. Người đang giúp cho cái địch trước còn ngươi còn ngốc nghếch báo điều động toàn bộ Huyền Âm Tông. Ta đã đưa nhị chuyển tiên đan cho các ngươi rồi. Không nhớ chuyện cẩn thận thì liên quan gì đến ta? Các ông đang làm gì vậy? Cậu ấy đã giúp các ông đó. Lỡ thiên nhiên ngươi có thể đánh lùi âm sát công tử, làm tốt lắm. Kể từ hôm nay, ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm đệ tử hàng đầu. Tông chủ, ta mới là đệ tử hàng đầu. Ngươi cũng thấy đấy, sự uy hiếp của Huyền Âm Tông đối với Tâm Mộc Tông. Chỉ riêng một mình âm sát công tử đã có thể chế ngự Tâm Mộc Tông. Cho nên, ta hy vọng có thể giao thái giả phận tâm thuật ra. Cái này có liên quan đến sự tồn vong của tông môn, ta không thể không dùng một vài thủ đoạn. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy con gái của mình đã bị bắt đi làm nô định nhỉ? Chơi với lửa có ngày chết cháy. Ra đúng lúc lắm. Tông chủ Tâm Mộc Tông cùng với trưởng lão của các môn nhân quan trọng hãy đến chỗ ta. Giọng nói này là Thái Thượng trưởng lão. Cái gì? Thái Thượng trưởng lão vẫn còn sống sao? Chưa tổ hóa hả? Đi thôi, các vị trưởng lão, theo ta đến sau núi. Chỉ bằng đi cùng một chuyến đi. Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên là bị thương? Sau núi Tâm Mộc Tông. Đến cả rồi à? Lão Phu tu luyện 10 năm cuối cùng cũng đột phá đến cảnh giới Thánh Hồn Trung Kỳ. Cũng nên Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan. Thật không ngờ Thái Thượng Trưởng Lão vẫn chưa tọa hóa. Tâm Mộc Tông mới có hy vọng rồi. Xem ra bị la thú mà ám sát công tử triệu hồi. Chắc là phát hiện sự tồn tại của Thái Thượng Trưởng Lão nên mới rút lui. Quả nhiên là Châu Thiên Tứ nghĩ nhiều rồi. Cái tên Lão Thiên Nghiên này chẳng có gì lợi hại cả. Nói không chừng á, võ trận đều là nhờ Thái Thượng Trưởng Lão ra tay. Trong 10 năm nay, Tâm Mộc Tông có chuyện lớn gì xảy ra không? Chuyện này có ra thì dài lắm. Vậy thì tạm thời không nói nữa. Ta có một việc gấp muốn các người làm. Thái Thượng Trưởng Lão căn dặn tất nhiên cống hiến hết mình. Tìm Lão Thiên Nghiện, người đã từng cho ngựa ăn ở Tâm Mộc Tông. Cái gì? Thái Thượng Trưởng Lão, Lão Thiên Nghiện mà ngài bảo có phải là cậu ta? Quả nhiên là ngươi. Thái Thượng Trưởng Lão, Thái giả phận tâm thuật của tông ta đang ở trong tay hắn, ngài xem. Thái Thượng Trưởng Lão, kẻ này ăn trộm bí thuật đang dược, hết sức kiêu căng, giết hại đệ tử của Tâm Mộc Tông, hoàn toàn không coi Tâm Mộc Tông ra gì. Xem ra, xin ngài ra tay bắt lấy hắn, nhất định không được tha cho hắn. Thái Thượng Trưởng Lão, mặc dù cô ấy có lỗi, nhưng lúc nãy mới giải cứu Tâm Mộc Tông. Đâu phải hắn ta, nhất định là Thái Thượng Trưởng Lão âm thầm ra tay. Ngươi! Quả nhiên Thái Thượng Trưởng Lão có xích mích với Lão Thiên Nghiên, sắp đánh nhau rồi. Lão Thiên Nghiên, tự ngươi chấp lấy ngươi đi. Sư phụ ở trên cao, xin nhận một lời của đồ đệ. Hả? Ta không phải là sư phụ của ông. Xin sư phụ nhất định phải thu nhận ta làm đồ đệ. Xin sư phụ hãy thu nhận ta làm đồ đệ. Xin sư phụ hãy thu nhận ta làm đồ đệ. Xin sư phụ hãy thu nhận ta làm đồ đệ. Sư phụ nhận ta đi. Nhận ta làm đồ đệ đi mà. Tình huống gì đây? Vị trưởng lão cao cao tại thượng lại liên tục quỳ lạy chỉ vì là muốn thằng nhóc thở trước thu nhận làm đồ đệ. Tự cho của ông quá kém, không muốn nhận. Vậy mà còn chơi Thái Thượng Trưởng Lão tự cho quá kém không muốn nhận á. Mở thành viêm đến đây. Đấm ta một cái đi, không phải ta đang nằm mơ đấy chứ. Hết sức vô lý, thật sự không phải là nằm mơ. Học trò biết tư chất dốt nát không xứng trở thành môn sinh của sư phụ, nhưng học trò vẫn còn một yêu cầu quá đáng. Từ đời của ta, Tâm Mộc Tông đã sa sút vì chấn hưng tông môn, xin sư phụ chọn tám đệ tử của Tâm Mộc Tông chỉ dạy 1 tháng. 5 người chỉ dạy nửa tháng. Sư phụ à, dù gì thì năm đó cũng là ta dạy nha đầu Yên Hạng cách luyện hóa bách luyện đang mới có người được một mạng. Người không thể thực hiện nguyện vọng nho nhỏ của lão già này sao? Ta chữa khỏi căn bệnh tiềm ẩn của ông, sửa đổi thái già phong tâm thuật, giúp ông không chết vì tàu hỏa nhập ma. Món nợ giữa hai ta đã bị xóa từ lâu rồi. Miếng ngọc đó đang ở đâu? Vẫn ở trong cấm địa. 3 người, 5 ngày. Ngày mai ta sẽ đi lấy ngay. Còn vợ người được chọn thì... Người có thiên phú cao nhất trong ta. Tất nhiên là thánh nữ. Lợi, cô ấy là một, còn lại 2 người. Người thấy thuận lợi, thuận mắt thì có chỗ thoải mái. Việc này,
Thái thượng trưởng lão, thả giả phận tông thuộc bị mất của tông ta vẫn chưa có tung tích. Lúc này kích động quá vẫn chưa nghe rõ các ngươi đang nói gì. Ngươi bảo thả giả phận tông thuộc à? Mấy lâu nay ở trên người ta, lúc đó bữa qua gặp quá, mà cả nó đi theo, không ngờ là tận 10 năm rồi. Hả? Đã đến giờ rồi, ta phải đi đón một người. Nhớ lấy đồ cho ta. Cung tiễn tiên sinh. Thái thượng trưởng lão rốt cuộc là Lỡ Thiên Nghiên là thần thánh phương đây nào? Tại sao ngay các ngài cũng có thái độ này với hắn? Thậm chí là liên tục quỳ xuống. Màn thí nghiệm ngày hôm nay của ta không được truyền ra ngoài. Chuyện ở trong khoảng thời gian này càng không được tiết lộ với bên ngoài. Nếu không thì... Đây là cao thủ cảnh giới thánh hồn ư? Khủng bố thế này, khác hẳn hơi thở lúc nãy. Nhất nhất định không tiết lộ với bên ngoài và bất kỳ chuyện gì đang nghe, đã thấy trong ngày hôm nay. Chỉ giáo cho ba người, 5 ngày đây là cơ duyên lớn nhất mà ta giành được cho tông môn. Thái thượng trưởng lão tâm một tông to, nghi nan quá. Hiện âm tông nhìn chằm chằm vào chúng ta như hổ đói. Rừng đông hồn thì có ma vật tàn sát bừa bãi. Lúc nào cũng có nguy cơ diệt tông, giờ đây ngài đã đặt đến cảnh giới thánh hồn trung kỳ trong ngài tiếp quản, đái cục của tâm một tông. Chấn hưng niềm tin của đệ tử tông ta. Lát nữa ta sẽ đến cấm địa. Các ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Hễ tiên sinh có yêu cầu gì, đều phải đáp ứng ngài ấy. Vâng. Các ngươi có biết, thật ra thái giả phần tâm thuật từ xưa truyền đến nay chỉ là một quyển sách không hoàn chỉnh không? Chỉ là sách không hoàn chỉnh ư? Tông chủ của thái thượng, trưởng lão của các thế hệ đều học bản không hoàn chỉnh này. Nhưng mỗi một đời đều sẽ để lại một vài kiến giải để hoàn thiện thái giả phần tâm thuật. Nhưng không ai là hoàn hảo. Trong quá trình tích lũy của các thế hệ, khuyết điểm của thái giả phần tâm thuật cũng bị phóng to ra. Đến lúc ta tu luyện đã rất khó để quay đầu. Là người ấy đã bổ sung đồng thời sửa đổi và hoàn thiện lỗi sai trong lời chú giải của tổ tiên Tâm Mộc Tông qua các thế hệ. Nhân tài được trời ưu ái cũng chính từ giây phút đó, tổng ta mới sở hữu thái giả phần tâm thuật chân chính. Đáng ghét. Người hầu trì đồng đi theo ta bị giết, tỏa mã kiếm trọng bị hủy, ngay cả mê mê cũng bị quản chặt, bỏ ta mà đi. Tổn thất biết bao nhiêu thứ, ta biết ân nối với sư môn thế nào đây. Cứ quay về thế này á, thì danh hiệu âm sát của ta chắc chắn sẽ bị tước đoạt. May mà ta có được một viên nhị chuyển tiên đan mang vào tông môn, nhất định có thể lấy công chuộc tội. Nhất định phải báo thù Tấm Mộc Tông, nhất định phải rút gân lột da cái tên nhóc đó. Tiểu ca, cái món đồ trong tay tuyệt đối. Tiểu ca, món đồ trong tay tuyệt đối, không có động được. Thơm, cả ngươi là ai, muốn làm gì? Bách quỷ chúng, quỷ thì mân. Bách quỷ chúng, quỷ thì mân. Bách quỷ chúng, quỷ chết đuối. Bách quỷ chúng, sao lại chạm mặt bọn chúng ở đây cơ chứ? Đó là một nhóm quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ, tu vi cực cao, đặc biệt là ác quỷ và lợ quỷ trong số chúng. Khả năng cao là cao thủ tuyệt thế, cảnh giới đại đế, chứ đừng có nói đến rằng đằng sau còn có quỷ vương ở trong truyền thuyết trấn thủ. Hóa ra hai vị là quỷ đại ca của bách quỷ chúng không biết có gì chỉ giáo. Bọn ta chỉ giúp ngươi thực hiện nhiệm vụ thôi. Đúng thế. Đúng thế. Chẳng phải ngươi muốn phá hủy Tam Mộc Tông sao? Bọn ta đến giúp ngươi đi. Dù sao thì bọn ta cũng đang là muốn đến Tam Mộc Tông. Hai vị quỷ đại ca, hai người thật sự sẵn lòng ra tay ước? Tất nhiên rồi. Chỉ là bọn ta không làm không công. Viên đan dược này coi như là thù lao của bọn ta. Việc này, hai vị muốn thù lao thì ta có thể thanh toán kiểu khác. Ta là Âm Sát Tông, công tử của âm hiệp của Huyền Âm Tông. Tông ta có rất nhiều dược liệu quý hiếm. Người không đồng ý à? Hai vị quý đại ca, bây giờ ta đang mang tội trên người. Nhờ hết vào viên đan dược này mới có mặt mới quay về Huyền Âm Tông. Về đất nước mật, mặt trời mọc. Lại em bèm dài dòng. À, tay của ta. Tên nhóc nhà ngươi. Nhà ngươi thật buồn nôn. Lần này thì ta không còn hứng thưởng thức viên tiên đan này nữa. Vậy thì mang vợ cho ác quỷ, hắn nhận được thấy vui thì sẽ thưởng cho chúng ta nhiều đồ ăn ngon. Quay về đã tin tức Tâm Mộc Tông tiêu đời đi. Vâng vâng vâng. Lối ra của độn lộn tâm. Này, hắn nhìn kìa, là hắn. Sao hắn không hờ hắn gì cả? Không phải đã bị hội tông chủ dẫn đi rồi sao? Hình như hắn đây là đệ tử đứng đầu, lần này gặp phải thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ là được công nhận rồi ư? Chờ không sao, mày ơi, chờ. Chị, con rất thích cha con gì? Dạ. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục có quan hệ với cha, nếu không thì sẽ liên lụy đến cha.
Dạ, con có việc quan trọng hơn cần làm. Dạ, tiểu chi biết rồi. Tôi xin lỗi. Yên Hàn, mấy, bà ngồi. Yên Hàn, tình hình bây giờ thay đổi rồi. Thân phận của Lỡ Thiên Nghiên đã khác. Con ở lại trong tông môn đi, đừng có vợ vẫn khởi phong nữa. Về thăm nhà, gặp cha con và Ngọc Nổn. Với tính cách của Thái Thượng Trưởng Lão, chắc là cầu xin huynh ấy chỉ dạy cho mấy học trò nhỉ. Cô vừa gặp cha một lát rồi, dẫn tiểu chi về vô khởi phong. Tại sao không nói sớm? Thở giả phận tâm thuộc với không ở trong tay cậu. Ta nói thì các người đã có tin không? Vậy thì ngươi cũng không cần tuyên chiến với Hiền Âm Tông. Dám để mắt tới con gái ta, ta không nên nhổ tận gốc bọn chúng sao? Không hổ là người mà Thái Thượng Trưởng Lão muốn bái sư, thật điên cuồng. Ta khuyên ông một câu, có một vài thứ không nên chạm lung tung. Ý cậu là sao? Lát nữa thánh nữ sẽ đến, hai đệ tử còn lại cậu tranh thủ về lựa chọn đi. Công tử, ra rồi ạ. À? Mỏ nghiên sư huynh, những người vượt qua trong lộn tâm đều ở đây cả. Chúc mừng các vị đã vượt qua vòng kiểm tra thứ hai của Tâm Mộc Tông. Kể từ hôm nay, các vị có tư cách trở thành đệ tử của Tâm Mộc Tông. Điện chủ, đứa bé này giỏi đấy, niềm tin kiên định, quyết chí tiến lên, không hề bị động, lộn tâm khuấy động tinh thần. Sau này các vị sẽ được phân đến viện tạp dịch. Một tháng sau, các vị vượt qua bờ kiểm tra tôi chắc sẽ có cơ hội trở thành đệ tử chính thức. Ông ấy không đi theo sao? Công tử, có ba con ma thú. Lý nào là ma thú trong rừng Đông Hồ, vậy mà chạy đến tận đây, tận Tâm Mộc Tông? Đòn công kích nặng quá. Là thánh nữ của Tâm Mộc Tông, Sư Ngọc Nổn. Thánh nữ đến rồi. Cô, sức mạnh của đám súc sinh này không tầm thường, chúng ta phải hợp sức mới được. Mấy đứa chặn hai cô còn lại. Bọn tôi giải quyết con này xong sẽ đến đó ngay. Vâng. Vương Hạ Sư Huynh, bảo vợ bọn họ. Con còn lại giao cho huynh chặn. Bọn họ mới vượt qua thí luyện chưa biết bất kỳ công pháp nào. Phiền phức thật đấy. Không phải là đối thủ của ma thú. Không còn thiết liệu mạng vì những kẻ chưa phải là người của Tâm Mộc Tông. Tôi đi bẩm báo tông chủ và trưởng lão, bảo bọn họ ra tay đối phó với đám ma vật này. Vương Hằng Sư Huynh, đúng là đồ nhút nhát. Ra tay đi. Công tử, đối mặt với ma thú Tiểu Diệp không có khả năng bảo vệ bản thân đâu. Tôi muốn đỡ thằng bé chết một lần.